Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Xin tất cả quý vị khán giả hãy nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin phép tất cả quý vị khán giả, hôm nay Phương Văn cùng với tất cả quý vị khán giả quay trở lại câu chuyện của anh cô đen. Trong thời gian vừa qua thì quý vị khán giả cũng đã nghe thông tin nhiều kênh từ khán giả gọi về cho chủ kênh. Bên kênh Phương Văn cũng vậy, hầu như là tất cả cộng đồng mạng đang chỉ trích anh cu đen rất là nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện gần đây thì có những cái thông tin đồn thổi là anh cu đen đã bị tai nạn ở bên Mỹ qua đời. Và cái thông tin này thực sự có chính xác hay không thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ nhắc đến chuyện của anh cu đen thì chúng ta không khỏi bức xúc vì những lời nói cũng như hành động của anh cu đen trong thời gian qua. Thứ nhất là đỉnh điểm khi mà phẫn nộ là anh cu đen gửi về cho mẹ nuôi, đó là mẹ Hòa 500 đô mà anh cu đen đã lấy lại. Khi khán giả mới không có theo dõi câu chuyện này từ đầu tới cuối thì đôi khi mọi người không có hiểu được, nhưng Phương Văn ở đây xin chia sẻ lại tí xíu và chúng ta sẽ phân tích vấn đề vì sao anh cu đen bị tai nạn qua đời ở Mỹ. Đây là một cái tin đồn hay là sự thật? Kính thưa quý vị khán giả, thì anh cu đen được biết là có một người mẹ nuôi, đó là mẹ Hòa. Mẹ đã nuôi anh từ nhỏ cho tới 9-10 tuổi. Thì khoảng thời gian đó, quý vị khán giả thấy là trong cái thời khắc lịch sử hết sức là khó khăn mà sinh một người con nuôi là Mỹ Lai da màu về nuôi, thật sự là vô cùng khó khăn về định kiến, cũng như là thời khắc đó thì không cho phép một người phụ nữ mà đi sinh con mà Mỹ Lai. Thành ra mẹ Hòa cũng phải vượt khó khăn mới sinh một đứa con nuôi như vậy. Thì trước đây mẹ Hòa cũng sinh một người chị gái nuôi và sau đó là sinh anh cu đen nuôi. Đó là hai người con nuôi của mẹ Hòa. Tới ngày hôm nay thì mẹ Hòa đã là 84 tuổi. Người con gái nuôi cũng đã qua đời, đó là mẹ của bé Ni. Chỉ còn lại là bé Ni. Thực sự là bé Ni rất là đáng thương với vị khán giả, vì em đã sinh ra cũng không có trọn vẹn, cho nên là hình hài á thì nam giới, nhưng mà ở trong lòng, ở trong cái cơ địa của em thì hướng về con gái, cho nên tới ngày hôm nay thì bé Ni đã phẫu thuật thành công. Phải nói là cuộc đời này sẽ ban tặng lại cho bé Ni trở thành cái điều mà em mong ước, trở thành một con người thật của em, giống như là bao nhiêu người phụ nữ khác. Cái điều này hết sức là may mắn. Chị Phương Văn ủng hộ bé Ni cũng như là tất cả khán giả đều thương yêu em ấy. Và tới ngày hôm nay thì còn có hai bà cháu, đó là bé Ni và bà ngoại, sống lây lất qua ngày. Nhưng tuổi già sức yếu thì tới ngày hôm nay bà cụ Hòa cũng rất là may mắn có bé Ni bên cạnh để chăm sóc tuổi già. Mặc dù là bé Ni vất vả cực khổ nhưng luôn luôn là chăm sóc cho bà ngoại chu đáo. Còn ở anh cu đen thì thực sự cũng một người con nuôi, nhưng mà sau này anh cu đen ảnh sang Mỹ rồi thì gần đây ảnh đi tìm lại mẹ ruột của mình, nhưng mà chưa có tìm được cái thông tin. Và sau đó thì đã nhận ra mẹ nuôi của mình, đó là mẹ Hòa, thì lùm xùm gần đây làm cho gia đình của cụ Hòa với bé Ni xào xáo và phải nói là gặp rất là nhiều rắc rối và chia sẻ trên cộng đồng mạng có những cái điều không hay đến với gia đình của mẹ Hòa. Từ khi anh cu đen xuất hiện trong gia đình của mẹ Hòa và bé Ni xào xáo và cộng đồng mạng mới biết tới. Và thực sự những cái hành động mà anh cu đen đối xử với mẹ nuôi của mình là cho 500 đô và sau đó là lấy lại, với thứ hai nữa là sau thời gian ngắn thôi, đâu là thời gian ngắn vài tuần, thì anh cu đen cũng chia sẻ với bên vợ của mình, đó là
mẹ Hòa từng bạo hành mình. Kính thưa quý vị khán giả, thì cái câu chuyện giữa mẹ Hòa và anh Cu Đen cũng đã rất là rõ. Mẹ Hòa khóc trong nghẹn ngào vì sao một người con nuôi của mình mà lại là gieo những cái tiếng ác cho mình là như vậy. Thực sự mẹ Hòa thương yêu nuôi từ nhỏ tới lớn, và tới ngày hôm nay thì anh Cu Đen đã ngoài 50 tuổi, nhưng không hiểu suy nghĩ của anh Cu Đen như thế nào mà đối xử với mẹ Hòa như vậy. Và tới ngày hôm nay thì nếu như mẹ Hòa không thương, không mà lo lắng cho anh, thì còn liệu anh còn sống tới ngày hôm nay hay không? Là cái độ từ lúc mà còn bồng bế đỏ hỏm cho tới 9-10 tuổi thì mẹ Hòa cho ăn học. Vì sao mẹ Hòa đánh mình thì trong cái video rồi Phương Văn cũng có phân tích và chia sẻ. Người mẹ khi mà đánh khẻ con là cái chuyện cũng bình thường, mong cho con nên người. Vì cái tội của anh Cu Đen là đi ăn cắp vặt hàng xóm, đi ăn cắp mía, cắp xoài, cắp ổi gì đó, hàng xóm người ta mắng vốn. Cho nên mẹ Hòa về mới khẻ tay anh Cu Đen, bảo là con muốn ăn thì mẹ mua cho con ăn, con đừng đi ăn cắp như vậy, người ta mắng vốn. Thì chính vì cái người mẹ ruột của mình hoặc là người mẹ nuôi của mình, nói chung là một người mẹ thương yêu con, muốn dạy dỗ cho con nên người, mới là đánh con để gài dạy. Các bạn và quý vị khán giả thấy từ trước tới giờ chúng ta chẳng lẽ từ nhỏ tới giờ không bị cha mẹ đánh lần nào? Có chứ. Đó, làm sao mà tránh khỏi, mình còn nhỏ, mình nghịch ngợm, mình phá phách, cái tuổi là con nít mà, làm sao là tránh khỏi, và cũng không làm sao tránh khỏi đòn roi của cha mẹ. Cho nên á, là anh Cu Đen khi mà anh lên án như vậy thì cộng đồng mạng hiện tại đang dậy sóng. Và kể cả ngày hôm nay thì khi mà câu chuyện anh Cu Đen bị tai nạn qua đời, kính thưa quý vị khán giả, có một cái tài khoản đã bình luận trong một cái kênh của một bạn là Long Hổ TV và một cái kênh khác cũng vậy. Bạn bình luận như sau, không biết cái điều này có đúng sự thật hay là như không, nhưng mà cái bình luận này thực sự làm cho cộng đồng mạng lại quan tâm. Bạn viết như sau: xin tất cả YouTuber, việc này kết thúc được rồi, việc gì Cu Đen đã bị tai nạn qua đời rồi, đừng nhắc lại nữa, để cho người chết yên nghỉ ra đi thanh thản, dù gì người cũng đã ra đi rồi. Đây là cái bình luận của một tài khoản, nhưng mà chắc có lẽ là nhắn nhủ anh Cu Đen hay là ghét bỏ. Thì ở đây Phương Văn xin phân tích chỗ này. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta thấy là trong thời gian qua khán giả lên án anh Cu Đen cũng rất nhiều rồi. Phương Văn cũng có một cái video chia sẻ tâm tình của mình, cũng như là một cái bức tâm thư để gửi đến anh Cu Đen. Và ngày hôm nay thì cái thông tin tiếp nữa là về việc anh Cu Đen tai nạn qua đời. Kính thưa quý vị khán giả, Phương Văn cũng như tất cả mọi người đều ủng hộ chính nghĩa, đều ủng hộ cái điều tốt đẹp, chứ không ai ủng hộ những người có thể là phản cha phản mẹ giống như anh Cu Đen. Tuy nhiên ở đây Phương Văn thực sự không có đồng ý với một cái tài khoản ghi như thế này. Dù sao đi nữa thì mình đã lên án, mình đã cho anh Cu Đen một cái bài học. Nhiều khán giả đã lên chửi và đã lên dạy cho anh Cu Đen một bài học sống trên đời phải biết quý trọng, phải biết sống có nhân có nghĩa. Và nhiều người cũng đã chỉ trích rất là nhiều rồi, nhưng hy vọng anh Cu Đen ảnh sẽ thay đổi. Vì nhiều người chỉ trích như vậy, nhiều người bình luận phê bình như vậy, thì dù sao đi nữa hiện tại thì anh Cu Đen ảnh chưa có quay đầu, ảnh chưa có nghĩ cái việc mình làm đã sai. Nhưng kính thưa quý vị khán giả, dù sao đi nữa cũng cho anh Cu Đen một cái con đường để anh Cu Đen sống. Và chúng ta có ghét bỏ như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không nên vu khống cho cái việc mà anh Cu Đen bị tai nạn qua đời, cũng như là những lời rủa xả để có cuộc đời của anh Cu Đen dù sao đi nữa. Thì thực sự khi một người con mà không có cha, không có mẹ, mồ côi như vậy, cuộc đời nó đã quá đau khổ rồi, quá thiệt thòi cho một đứa trẻ. Và khi lớn lên bơ vơ nơi đất khách quê người, thực sự cái nỗi niềm mà trong lòng của những người Mỹ Lai đó, họ rất là đau, họ rất là buồn vì không mẹ và có thể là không cha, cuộc đời này nó côi cút một mình.
Nhưng mà dù gì đi nữa thì chúng ta lên án để mong cho anh cu đen tốt đẹp hơn. Xin tất cả mọi người đừng có những cái lời lẽ chửi rủa anh cu đen, cũng như là có những lời nói anh cu đen tai nạn qua đời. Thì cái điều này chúng ta cũng không nên làm, vì anh cu đen có nhiều cộng đồng mạng và tất cả mọi người không ai ủng hộ việc làm của anh ấy. Nhưng dù sao đi nữa chúng ta cũng cho ảnh một cái cơ hội, và chúng ta cũng xin đừng chửi rủa anh quá nhiều. Thì cái việc mà cái tin đồn và cái tin bình luận này khi mà chia sẻ trên cộng đồng mạng thì thực sự chắc có lẽ anh cu đen anh cũng biết được nhiều người chửi rủa tới hôm nay thì cũng trù ẻo ảnh đã tai nạn qua đời ở Mỹ. Nhưng mà đây là một cái tin cá nhân của riêng một tài khoản này thôi, chứ thực sự thì anh cu đen vẫn đi làm bình thường và vẫn có cái cuộc sống vui như ngày nào với gia đình của anh ấy. Phương Văn cũng như tất cả mọi người đều lên án cái hành động của anh cu đen đối xử với mẹ nuôi của mình như vậy. Và trong thời gian qua, không biết có phải là anh hay không thì anh cũng chưa có khẳng định, là giả một cái nickname để đi vòng vòng các kênh YouTube để chỉ trích, rồi nói chung là nói những điều trái ngược lại khi mà các anh em YouTube chia sẻ thông tin hoặc là bình luận một vấn đề về liên quan tới cụ Hòa và anh cu đen. Kính thưa quý vị khán giả, thì trong thời gian vừa qua chắc có lẽ là anh cu đen ảnh cũng ngắm được, thấm được khi mà khán giả cộng đồng mạng đã mạnh như vậy, đã dậy sóng như vậy, thì tới ngày hôm nay một lúc nào đó thì anh cu đen ảnh cũng suy nghĩ lại. Tại vì trước giờ ảnh chưa bao giờ ảnh nghĩ cái việc mà cộng đồng mạng trên YouTube mạnh thế và khán giả đông như thế, khi một lên một video là có rất là nhiều khán giả xem, khán giả bình luận, nhận xét câu chuyện nào đó, chứ không phải riêng về cá nhân của một mình. Và việc thực hư anh cu đen tai nạn qua đời, đây là một cá nhân của một nickname mà thôi, chứ sự việc không xảy ra. Và hy vọng anh cu đen vẫn sống bình an. Tuy nhiên thì anh cu đen lần này đã mất rất là nhiều, mất uy tín, mất niềm tin và mất cái sự thương yêu của cộng đồng người Mỹ con lai ở Mỹ, quý vị khán giả. Và có nhiều anh cũng lên án và gọi điện thoại nói thẳng anh cu đen luôn, đừng có vác cái mặt tới hội người con lai ở Mỹ, họ rất là xấu hổ nhục nhã khi mình biết anh cu đen có hành động như vậy đối với mẹ nuôi của mình. Nói chung là họ cấm cửa. Đó là cái sự phản ứng mãnh liệt của những người con lai trong cộng đồng con lai bên Mỹ. Và không những thế, và nhiều người khi mà theo dõi câu chuyện này ai cũng bức xúc cái việc mà hành động của anh cu đen. Vừa rồi thì Phương Văn cũng chia sẻ một cái bức tâm thư, cũng như là gửi đến tâm tình của Phương Văn đối với anh cu đen. Hy vọng ảnh nghe được. Phương Văn cũng chia sẻ đó là Phương Văn gom góp lại tâm tư, những cái điều mà khán giả mong muốn ở anh cu đen mà thôi. Cho tới ngày hôm nay thì cái việc mà nhiều người rủa xả anh cu đen thì chắc có lẽ là nó cũng đã quá nhiều rồi. Cho tới ngày hôm nay thì những cái tin đồn thất thiệt mà nói anh cu đen đã qua đời. Kính thưa quý vị khán giả, dù sao đi nữa chúng ta cũng cho cái người làm lỗi lầm một con đường để sống, một cơ hội để quay đầu. Phương Văn hy vọng là vậy. Thôi thì ảnh cũng đã lớn rồi, ngoài 50 rồi. Cái chuyện gia đình của ảnh, nếu như ảnh âm thầm thì đâu có ai biết, còn cái này lên trên cộng đồng mạng thì bây giờ thuộc về của công chúng rồi, chứ không phải còn của riêng tư của mình nữa. Cho nên ai cũng hiểu và ai cũng có những lời khuyên đối với anh cu đen là nên đối xử tốt với mẹ nuôi của mình. Dù sao đi nữa là mẹ cũng nuôi mình cho đến 10 tuổi, và bà cực khổ vất vả như thế nào khi lo lắng cho mình. Bây giờ mình là con nuôi, mình về mình báo hiếu, chứ không phải là mình là báo và thêm nữa đó. Ngày xưa nói cái câu là mình còn nhỏ thì mẹ cha nuôi mình, nhưng mà bây giờ mình lớn rồi, mình phải ghi công ơn của cha mẹ và đền đáp báo hiếu. Nhưng mà trái ngược lại sự mong đợi của quý khán giả, anh cu đen ảnh không làm được như thế, mà ảnh làm cho cộng đồng mạng dậy sóng.
Đây là một cái lỗi mà anh Cu Đen phải nói là chắc có lẽ trong cuộc đời này lỗi lầm thêm một lần nữa. Nếu như anh Cu Đen không biết nhận ra thì chắc có lẽ suốt cả cuộc đời này, khi mẹ Hòa đã sức già tuổi yếu rồi, anh Cu Đen ảnh sau này ảnh sẽ có một chút gì đó trong lòng cũng biết hối hận. Đây là phương văn dự đoán thôi, còn không biết hối hận hay không thì cái việc của anh Cu Đen. Năm dài tháng trọng rồi, chắc có lẽ là cũng nguôi ngoai, khán giả cũng nguôi ngoai và cũng tha thứ cho anh Cu Đen nếu anh Cu Đen biết quay đầu. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay Phương Văn cũng chia sẻ đôi điều với lại là những cái câu chuyện mà thiêu dệt anh Cu Đen bị tai nạn qua đời là không có thật, là cái câu chuyện này chỉ thiêu dệt của một cá nhân nào đó mà thôi. Thôi thì Phương Văn xin kết thúc video ở đây, mong tất cả quý vị khán giả luôn đồng hành theo dõi những cái video chia sẻ tin tức ở kênh Phương Văn cũng như là kênh Nhỏ To Tâm Sự. Mong tất cả quý vị khán giả nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những câu chuyện chia sẻ trong cuộc sống đời thường. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.